Mày. Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Dư Khải Minh em ơi. Ở lần này thì Khải sẽ tài tỷ con em ơi theo xe chủ chốt của Khải cho anh em xem nha. Như anh em cũng biết thì Khải sẽ chuẩn bị cho em ơi này là 120 lâm chậm nha. 120 lâm chậm là kèm full kháng lo nha mọi người. Và đi theo xe chỉ việc búp mà thôi. Đó, anh em lên đảo. Đó, không đỡ anh em chờ đợi lâu, lên đảo. Lên đảo ngay và liền. Rồi tài tỷ, tài tỷ hết. Rồi. Rồi ok. Đó được rồi. Tại tới xong. Trước tại tới thì thằng này thằng mấy cái búp đi. Nó mình đi theo phổ độ nè, con này đi theo phổ độ, giống như con kia không khác gì. Sẽ tăng tất cả 10 bắt đầu lên điểm từ từ. Ai ngồi phía sau à? Hello Cường Hồ nha, bậy quá. Ai đâu ngồi phía sau vậy? Ui, trời ơi. Trời ơi, tăng thành 5 lên 12 rồi, đủ không? À chắc đủ. Đủ anh em ơi. Rồi, có vẻ như mình sẽ tăng một chống phái lên cái tóc đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Mình sẽ tăng tóc 13, đặt tóc búp 13 nha. Đặt tóc 13 nha. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mang đồ. Bây giờ thì cái năng đồ. Đó, mang đồ nhớ. Nhớ là sửa đồ bạch này, giống thông là nó banh với con lãnh đảo nữa nè. Nghiệt vậy. 1 này. Ôi, đồ thiếu sức mạnh mang cái nón luôn. Được rồi. Tay lạnh phát nữa. Đó, ngày 10 gì đó thôi em. 26. Rồi, ok. Em lại đi. Rồi, tầm này thì cứ full full sức mạnh thôi nè. Full mana thôi nè. Rồi. Rồi nè. Như anh em biết thì vì sao là 100-120 anh em cũng xem xét đồ nha anh em ơi. Đổi tên hiện tại bây giờ cấp 85 mới đổi tên được Ngọc Lê Hân ơi. Bữa nào thì đổi cũng được tại vì cạch này cũng 50 mà có đổi gì đâu nè. Anh em ơi, 45 chậm từ nón nha mọi người. Tí nữa Khải sẽ ghi nhận con ngựa nữa. Con ngựa free nữa nè, con ngựa free nửa tháng. 45 chậm từ cái nón nè. 35 chậm từ vũ khí nè là 70. Và 35 chậm từ ngọc bội nó là 105 chậm nè. 105 chậm kèm với thanh âm nè mọi người. Thanh âm nữa thì ạc này sẽ được 125 chậm nha em. Đó, ok chưa? 125 chậm nha em. Và kèm theo lượng kháng lôi full. Đây, kháng lôi đầu tiên đó là bao tay 27 này. Rồi, áo 9 này. Đai lưng 19 này. Nhẫn 7 này. Giày 17 này. Giá trị kháng cả 4 và 6. Đó, sau này thì có giá trị nào đẹp hơn bỏ cho em. Anh em đó, kháng lôi full ok chưa? Rồi, ok cho anh em. Xém tới lên 75 cộng 1 thì không sao. Sau này có nhẫn kháng lôi nào thì phải mang vào chỗ này nè. Khải mang vào chỗ này thì Khải sẽ lên được 75 cộng 1. Đó. Trước mắt thì Khải ưu tiên làm chậm nè. Còn ví dụ không thích làm chậm nữa thì mình bỏ một cái ngọc bội đi. Mình bỏ ngọc bội đi thì mình còn lại là 40, 30 là 70 kèm với thanh âm là 90 làm chậm nè. Đặt móc 80 làm chậm. Đó, nhưng mà hiện tại Khải đang muốn kiểu 120 làm chậm luôn. Đó, đi siêu xe mà 120 làm chậm luôn nè. Còn là những món mà khẳng lôi cùi cùi những nhẫn này nè. Rồi nhẫn trên nè, Khải thay khẳng lôi hai nhẫn này thay khẳng lôi là đẹp nè nè. Đó. Rồi cái này thì giày bình thường nè. Nói chung là tầm này đồ tầm trung thôi nè, không có vip cỡ nào cả. Đồ đủ size được rồi. Rồi ok này, bây giờ Khải xuống đảo, Khải xuống nhận con ngựa nha nè. Đó, hiện tại bây giờ tăng đầy đủ, không thiếu gì nha nè. Rồi kháng cả được 19 nha nè, ok chưa. Rồi xuống đảo thôi, đủ sẽ đồ xuống đảo thôi. Full máu xuống đảo nè. Rồi lượng máu Khải tí nhảy là nhiều. Trời, máu số cao, ok. Khải sao tôi cái miếng là nhật máu thôi nè. Rồi xuống đảo. Xuống Khải xuống lấy con ngựa chạy gió lẹ luôn. Tông trăm ba lần. Hủy cái giày đi, mấy cái đồ này khai hủy nè, tại vì mặc đồ xanh rồi. Mấy người ta mít, làm con chiếu già chạy giá lẹ rồi. Ui da, độ 55 vị trí luôn rồi. Chiếu già, trời ơi, chọn được thiệt ảnh trời. Ok, cũng được. Rồi, ok man, xong. Đó, 120 làm chậm phun kháng lôi nè. Rồi anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho video xe này của Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Ít hôm Khải sẽ lên tiếp tục đó là xe thiếu lâm. Và cũng như là tiếp tục xe anh em đọc anh em. Nói chung là cứ đủ hiệu ứng và còn lại là kháng sơ là mình chơi thôi anh em. Tại vì server kéo xe mà không có đồ thì không thể nào mà chơi được. Rồi ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Bây giờ Khải sẽ lên cái miếng